Xin chào bà con. Hôm nay mình xin giới thiệu cho bà con một cái lô đất này có nhà ở, có view hồ. Đất của mình là nó có bờ ranh đây nha bà con. Rào lưới bơi mưa hết rồi. Thì đất của mình từ cái mặt lưới này hất về phía bên tay trái mình đây. Đó, qua đụng cái hàng mít bên kia. Đây là có nhà ở đây. Thì đất này theo như chủ nói là có diện tích là 1 hết 7 nha bà con. Là chủ đang kêu cái giá là 1 tỷ rưỡi mới bán. Đó, mình cũng nói luôn cái giá. Tại chủ nói là người ta trả 1 tỷ tư rồi mà chưa chịu bán. Thì đòi 1 tỷ rưỡi. Đó, thì trên đất của mình là có diện tích là 1 hết 7. Có nhà ở. Đất có cái mặt đường đây. Đường này rồi họ mới ủi đây là để đổ bê tông là tới điểm này nha bà con. Thì từ cái vị trí của đất mình đây mà đi ra đụng cái ngã ba, đụng đường nhựa thì nó chỉ có khoảng 100 mét thôi. Là từ cái vị trí đất của mình là nhà mình đây đi ra đụng cái ngã ba, đụng đường nhựa thì nó chỉ có hơn 100 mét, mà đi ra ủy ban xã thì nó khoảng 3 cây số. Đất này nó thuộc về xã Thuận Hà nha bà con. Ủa đất của mình nó lên tới hàng mít đó hả anh? Cái góc cho này nó nhọn quá ha. Cái góc cái này nó nhọn. Nhà kho, nhà đồ đầy đủ luôn. Nhà mới xây đó. Ồ, có thấy mấy hũ rượu lò phái à? À, đây có một cái phòng ngủ nữa. À, đây phòng vệ sinh. Một phòng tắm, phòng vệ sinh, đây phòng bếp. Phòng bếp bên mình Phòng nấu, bếp đây. mình nấu Ôi, cái sao gì? phòng bếp mà dẹp rồi? Không có mấy hũ rượu đã vậy trời. Đi một phòng nữa. À, giờ tính ra mấy phòng ngủ, ba Ba phòng phòng, ngủ ba à, phòng. ba phòng Đây ngủ phòng, thôi. đây phòng nữa. Ba phòng ngủ. Ba phòng ngủ. Đây phòng khách đây. Ồ, cửa cửa kính à. Một hết tám mấy luôn hả? Rồi, mình tạm thời ghi sơ cái hình ảnh bên trong nhà cho bà con xem qua. Bây giờ mình đi ra ngoài vườn mình quay xuống tới chân hồ cho bà con tham khảo thêm. Tiêu tiêu này còn khoảng bao nhiêu trụ? Tiêu còn nhiều. Tiêu không nói được đâu. Nhiều là khoảng bao nhiêu trụ chứ? Nhiều không tính được. Thì 1.000 hay 2.000, nói 2.000. 2.000 không hả? 2.000 hơn 2.000. Hai Cà phê 1.500. cà phê có cà phê 1.500 nữa hả? Ủa, trồng su su bán ngon à? Cho su su bánh ngon lắm. Trồng rừng là su nó bánh ngon. Đi ra ngoài đường mình quay quay cái gì. Đây, đất mình có cái bờ ranh đây nha bà con. Đó. Đất mình có bờ ranh đây, hất về phía bên tay trái mình. Đây, tiêu trái quá chừng này. Như là vườn này là
rào lưới B40 đầy đủ hết. Trụ tiêu nó cao chưa nè, trụ nào trụ nấy to to không. Đây, đất này rất là thổi bằng nha bà con. Ở phía dưới chân rẫy mình đây là nó giáp cái mặt hồ nước đập thủy lợi. Mình thông tin lại cho bà con là đất này nó có cái vị trí là thuộc về xã Thuận Hà nha bà con. Xã Thuận Hà, huyện Đắk Song. Đất mình đây là nó có cái vị trí là thuộc về xã Thuận Hà, huyện Đắk Song. Nó cách trung tâm xã Thuận Hà là khoảng 3 cây số. Từ cái nhà của mình mà đi ra đụng đường nhựa ngay ngã ba luôn. Thì nó chỉ có khoảng 100 mét thôi. Đó. Mình xin nói thêm cho bà con là đất của mình đây là nó đi ra xã Thuận Hà là khoảng 3 cây số, đồng thời cũng là đụng quốc lộ 14C nha bà con. Từ theo quốc lộ 14C đó mà đi về hướng huyện Tuy Đức thì nó chỉ có khoảng 6 cây số thôi. Nhưng mà đi theo cái đường quốc lộ 14C đó mà đi ra trung tâm huyện Đắk Song thì nó khoảng 12 cây số. Đồng thời cũng là đụng quốc lộ 14A luôn. Đó. Từ tiện đây mình nói luôn, nếu mà bà con nào ở Sài Gòn mà lên đất này thì nó có hai tuyến đường để mà tới cái điểm này. Thì để mà tính tuyến đường mà gần nhất thì từ hướng thành phố Hồ Chí Minh hướng Sài Gòn mà lên tới đất này thì nó khoảng 230 km. Đó. Là đi tới ngay chỗ thị trấn Kiến Đức của huyện Đắk Lấp, đi vô trung tâm huyện Tuy Đức rồi tới đất này. Ở dưới này nó nở ra 100 150 hả? 150, trên 150. Ủa là ở đâu? Từ hàng mít này qua hàng mít kia. À từ hàng mít này. Ở hàng mít mình qua hàng mít bên kia. À từ hàng mít này là hất về bên trái bên đây. Ừ. Ủa phía dưới này tiêu đẹp kìa. Như vậy mới nói. Anh nói luôn đi, anh nói luôn đi, giá bao nhiêu? Hả? Hồi nãy anh kêu 1,5 tỷ mới bán hay gì? Ừ. 1,5 tỷ mới bán đúng không? Ừ. Đó em nói luôn đó, cho bà con nào mà có ưng thì cái biết giá đó mua thôi. Giáp biển. Chương trình quen rồi. Mới phát hành những ngày này mà phát xong. Cái tiêu này của anh năm nay năm thứ mấy rồi? Năm nay vô 19, năm tới vô 19 đấy. 19 là năm thứ 3 hả? Ừ. Năm thứ 3 tiêu to chứ trời. Ồ, cái vườn tiêu tơ này đúng đẹp đó bà con. Đây, đất của mình là nó có cái bờ ranh giáp hàng mít kia nha bà con. Thì theo như chủ nói là cái mặt giáp hồ nước này là nó có bề ngang giáp mặt hồ là 150 m. Phía bên trên nhà giáp đường bên trên thì nó là hẹp lại. Đó, nói chung là đất này là nó cái thế nó nở hậu.